Đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào đợt cao điểm của xâm nhập mặn. Nước mặn từ 2,6 cho đến gần 5 phần nghìn đã theo sông Tiền và sông Hàm Luông lấn sâu vào hai thành phố lớn của Tiền Giang và Bến Tre. Độ mặn cao nên nhiều nhà máy nước đã không thể sử dụng làm nguồn nước thô để xử lý cung cấp cho người dân. Thông tin thêm từ phóng viên Tính Lập tại đồng bằng sông Cửu Long. Lãnh đạo công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre thông tin để cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 50.000 hộ dân tại thành phố Bến Tre, công ty đã lấy nguồn nước thô từ thượng nguồn sông Tiền để xử lý. Cụ thể là hai trạm bơm tại khu vực Tân Phú và trạm bơm Cái Cỏ đã bơm nước về hai nhà máy nước An Hiệp và nhà máy nước Sơn Đông để xử lý. Sau đó nước sạch sẽ được cung cấp về cho các hộ dân tại thành phố Bến Tre. Đơn vị cũng đã lên phương án dùng xà lan chuyên chở nhận chuyển nước thô chưa bị nhiễm mặn từ các nơi khác về để xử lý. Còn tại Tiền Giang, đơn vị cấp nước đã sử dụng nguồn nước sạch từ các nhà máy nước phía thượng nguồn sông Tiền như nhà máy nước Bình Đức, nhà máy nước Đồng Tâm để cung cấp nước cho hơn 50.000 hộ dân tại thành phố Mỹ Tho. Để giúp nhau trong lúc khó khăn này, một số bà con tích trữ nguồn nước ngọt nhiều đã tổ chức cấp phát chia sẻ nguồn nước ngọt đến những bà con có nhu cầu. Đây cũng là cách mà bà con thể hiện tình làng nghĩa xóm với nhau. Còn tại Bình Thuận thì bà con huyện Hàm Thuận Nam thì đang chủ động tích trữ nước và tưới tiêu tiết kiệm để có thể ứng phó với nguy cơ hạn hán. Vâng, cụ thể hiện tại thì nước ở hồ Tà Mon, xã Tân Lập đã xuống dưới mực nước chết. Còn lượng nước ở các hồ chứa bao gồm là sông Móng, Đu Đủ, Tân Lập, Ba Bầu còn hơn 27 triệu mét khối. Từ nay cho đến đầu tháng 5, chi nhánh thủy lợi Hàm Thuận Nam sẽ mở các phiên nước phục vụ để tưới cho hơn 6.000 hectare thanh long trên địa bàn. Sau khi mở nước tưới ở phiên cuối cùng, lượng nước còn lại ở hồ sông Móng Đu Đủ sẽ được cân đối để phục vụ nước sinh hoạt. Hiện tại thì các nhà máy nước sinh hoạt Tân Lập và Ba Bầu đang hoạt động ổn định, cung cấp nước cho người dân. 21 tháng 2 là chi nhánh đã có văn bản công văn số 36 là gửi ủy ban huyện là có cái giải pháp từng công trình từ đến khi nào kết thúc, và đặc biệt là phải ưu tiên cho hai nhà máy nước Thuận Nam và nhà máy nước Ba Bào Mương Máng, đó là phải cấp đủ, làm gì làm phải đủ 30 tháng 6 theo tinh thần của ủy ban tỉnh. Đợt nắng nóng diện rộng kéo dài gần một tháng qua ở Nam Bộ có dấu hiệu giảm dần. Hôm nay thì số điểm nóng chỉ còn cục bộ. Dự báo trưa và chiều nay, toàn Nam Bộ tiếp tục giảm khoảng 1 cho đến 2 độ so với ngày hôm qua. Nắng nóng 35 độ C chỉ cục bộ ở Đồng Nai, Vĩnh Long và Đồng Tháp. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành hầu hết đều dưới 34 độ C. Một số nơi ven biển chỉ 32 độ C. Giai đoạn giảm nóng còn duy trì đến hết ngày mai. Từ Chủ nhật tuần này, nắng nóng sẽ gia tăng trở lại. Vâng, phải một tháng rồi thì Nam Bộ mới có được 2 ngày dịu nóng, và quý vị có thể tranh thủ những ngày cuối tuần xuống phố vui chơi. Vâng, cảm ơn những thông tin thêm đến từ chị. Và